vì các chương trình truyền hình đã thay thế các sân khấu dành cho nhạc cụ truyền thống. Tuy nhiên, ở nhiều góc độ, Đình Huyền cũng vẫn gặp nhiều thuận lợi. Thí dụ như có nhiều bạn trẻ đến lớp của cô ấy để học ca cải lương, có nghĩa rằng vẫn có vài bạn trẻ thật sự yêu thích loại hình nghệ thuật này, nhưng vẫn cần có thêm sự giúp đỡ từ chính phủ. Nghệ thuật opera trên thế giới nhận được sự quan tâm của cả chính phủ lẫn doanh nghiệp. Cải lương có giá trị đáng chú ý trong nền văn hóa Việt. Tôi còn mong một ngày nghệ thuật này sẽ được trình diễn trong các sân khấu với sự hỗ trợ lớn từ các nhà tài trợ. We hope one day we can go back to the Opera House with a good sponsor that would benefit from the prestige of being associated with. Thời gian qua, tôi đã hỗ trợ Linh Huyền ở nhiều lĩnh vực. Có lẽ vì niềm đam mê tôi dành cho cải lương, như việc dốc hết tài khoản của mình, có bán những tác phẩm hội họa của mình, thậm chí còn nhờ các thành viên trong gia đình tôi hỗ trợ thêm. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm, chúng tôi đều đã làm. Nói chung, nó giống như điều tất yếu của chúng tôi phải làm mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. You know, we eat simple food at home if we have to. It doesn't matter. Richard kể, từ năm lên 7, anh đã cùng gia đình sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 14 tuổi thì trở về Anh và sau đó lại về thành phố Hồ Chí Minh làm việc. Tình cờ xem Linh Huyền diễn tại Côn Đảo, anh đã bắt đầu yêu thích cải lương và trở thành người Linh Huyền chọn để gắn bó cả đời. Yêu Linh Huyền và yêu cải lương, Richard đã sử dụng số tiền dành dụm được trước đó để cùng vợ thành lập công ty Mekong Artist với chức năng đào tạo nghệ sĩ cải lương trẻ và tổ chức những show diễn nhằm mang cải lương đến với công chúng. Không chỉ góp tiền mà anh còn là một phụ tá đắc lực hỗ trợ cho vợ từ việc cố vấn thiết kế sân khấu, phối màu sắc cảnh trí và âm thanh, thiết kế mẫu vé đến chụp ảnh trên sàn diễn. Linh Huyền tâm sự rằng nếu không có chồng và những đứa con ngoan làm điểm tựa, chị sẽ không thể bắt đầu với những đam mê. Quá nhiều thời gian dành cho công việc, mỗi tuần 3 buổi dạy hát cho học trò, một mình quản lý công ty rồi còn đi hát. Khó có thể tưởng cô Đào có vóc người nhỏ nhắn ấy lại có thể gồng gánh nhiều việc đến như vậy. Đây là những giây phút hiếm hoi chị được ở bên con. Và với chị, đây mới là nơi chốn bình yên. Bởi ở đó, chị có một bờ vai và những thiên thần xinh xắn. Dạ thưa chị, nghe anh nói thì nói như vậy, nhưng mà có bao giờ anh khuyên chị rằng thôi thì hãy để những cái suy nghĩ, những đam mê, tâm huyết đó vào những cái vai diễn mà chị thủ diễn trên sân khấu để làm tròn cái vai trò người diễn viên thôi, chứ đừng đi con đường khó đó nữa không chị? Cũng nhiều lần anh theo chân của Linh Huyền biểu diễn như vậy, là có những đêm điểm nóng á, chạy show cùng chị đó hả? Chạy lúc đó chị hát hài với lại danh hài anh Vũ á. Ừ, ảnh theo chân suốt như vậy thì thấy vất vả quá. Với lại hơn nữa anh vẫn thích xem chị hát cải lương hơn. Cho nên là nhiều lần anh cũng nói là thôi thì nếu như có một sân khấu nào mà biểu diễn cải lương thì em chỉ diễn một đêm một suất thôi, chứ chạy như vậy vất vả quá, mà thiệt thòi là thiệt thòi cho con. Cho nên là ngoài cái công việc diễn viên ra thì Linh Huyền còn là một tác giả, cho nên viết được một cái kịch bản mà để sản xuất theo đúng như cái tâm huyết, như những cái mong muốn của mình muốn gửi gắm á, thì không đường lựa chọn, mình phải tự tổ chức thì mình mới có đạt được những cái yêu cầu mình cần. Chính từ chỗ đó mà Linh Huyền mạnh dạn đầu tư tổ chức để tạo được một cái sân khấu cải lương sáng đèn hàng tuần cho khán giả mộ điệu cải lương đến với sân khấu cải lương. Thì muốn hỏi chị một câu cũng hơi thẳng thắn, đó chính là nếu không có những sự chia sẻ về tinh thần và vật chất của anh, của chồng chị, thì liệu là chị có kéo dài nổi Bà Chúa Thôn Nôm hay là Tiểu Anh Hùng Nam Quốc cho đến ngày hôm nay không? Và còn thời gian kế tiếp nữa. Thực ra thì anh Thế cũng biết á, nếu mà bằng một cái đồng lương chân chính của một người nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, đôi khi mình dành dụm một khoảng thời gian dài cũng
khó có thể mà ao ước mua được chiếc xe hơi, đúng không? Cho nên là Linh Huyền nghĩ nếu như không có sự giúp sức của ông xã thì tới cái sự bắt đầu cũng chưa chắc là dám nghĩ tới, chứ đừng nói chi mà duy trì cho tới bây giờ. Dạ thưa chị, Thanh Thúy có thể chia sẻ với chị về điều này. Làm nghệ thuật thì chúng ta rất cần cái tâm và sự hậu thuẫn, nhất là sự hậu thuẫn ấy xuất phát từ tâm huyết dành cho sân khấu cải lương. Và có lẽ vì có anh, vì có những đứa con thật xinh và thật ngoan mà chị có đủ nghị lực để vững bước trên con đường khó khăn mà chị đã lựa chọn, đã đi và sẽ đi trong thời gian tới. Và không biết rằng là sau Bà Chúa Thơ Nôm, sau Tiểu Anh Hùng Nam Quốc thì chị sẽ có những dự án gì dành cho cải lương ạ? Thật ra Linh Huyền đang còn hai dự án đang trên cái bước đường chuẩn bị. Thì nếu như không có gì thay đổi thì sẽ ra mắt quý vị khán giả vào ngày 14 tháng 9 2011. Điểm hấp dẫn trong chương trình đó là những cái tái tạo những cái thiên nhiên, những cái con người thật của Việt Nam mình qua 4.000 năm lịch sử. Dạ, và Thanh Thúy cảm nhận được chị đang rất sung sức với những dự án mới. Chúc chị sẽ đạt được những thành công như mong muốn. Còn bây giờ thì thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn chị đã dành thời gian hết sức quý báu để đến với chương trình và chia sẻ những câu chuyện đời, chuyện nghề cùng những tâm huyết với khán giả. Và Thanh Thúy đã chắc chắn rằng là khán giả đã cảm nhận được rất nhiều những điều mới mẻ xung quanh người đàn bà kỳ lạ mà cũng rất đổi bình thường và dung dị như thế này. Xin cảm ơn và chúc chị thật nhiều sức khỏe và tâm huyết để đi hết con đường mà mình đã chọn. Linh Huyền xin cảm ơn Thanh Thúy và xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của Linh Huyền. Và nếu như ở một góc tâm hồn của quý vị có dành cho Linh Huyền một chút tình cảm thì Linh Huyền hy vọng rằng quý vị hãy đến với sân khấu cải lương để xem những tâm huyết, những trăn trở mà Linh Huyền gửi gắm vào những tác phẩm của mình. Xin cảm ơn. Ngập ngừng bước trên nẻo về quê ngoài, góc phượng tàn còn vương lại một vài bông. Cổng làng xưa mờ nhạt dấu rêu phong, trong gió lòng thơm thơm mùi lúa chín. Mấy nếp già tránh ẩn mình sau hàng tre rủ bông, đang dương lên ngọn khói lam chiều. Cánh hoàng hôn sao nhuộm vé tiêu điều, khóm lao thưa xào xạc trên lối đường mòn vắng lặng. Nhà ngoại tôi khuất sau mấy dải dừa xanh, soi bóng diệu hiền bên cạnh mái đình làng điều hiếu có phu. Chiều tôi đứng
nhìn ngoài tôi tê mê, lo dung trong góc nhãn còn thơ. Tôi hỏi ngoại tôi chứ ngoại già rồi, còn nhãn thì biết bao giờ mới có trai. Ngoại tôi tươi cười đáp lại, ngoại trong đó là để dành cho con cháu về sau. Ngọn gió đầu mùa mông mang nhẹ thôi, hương cao bay tàn mang, vắng vẳng tiếng tiêu buồn trầm bỗng nhạc quang. Quê ngoài tôi mọi người đều sống bằng nghề ruộng rẫy, người thì lo đầu kia thì lối